Iger đang điều tra người tung ảnh V và Jennie. Hai thần tượng V và Jennie trở thành tâm điểm của loạt bình luận tranh cãi sau khi lộ video hẹn hò tại Pháp. Ngày 19 tháng 5, thuyền viên Reporter đưa tin trong khi V, BTS và Jennie, Blackpink trở thành tâm điểm vì tin đồn hẹn hò. Iger Entertainment lên kế hoạch trừng phạt những người để lộ hình ảnh của Jennie. Trước đó, tháng 9 năm 2022, công ty đã ủy quyền cho cảnh sát điều tra người phát tán loạt ảnh riêng tư của Jennie. Nguồn tin của Thực vật Report cho biết, theo như tôi biết, cuộc điều tra về vụ rò rỉ hình ảnh của Jennie và V vẫn đang diễn ra. Ngày 18 tháng 5, khoảnh khắc Jennie và V nắm tay đi dạo tại Paris, Pháp được đăng tải trên mạng xã hội. Theo sau là quản lý của hai ngôi sao pop. Những hình ảnh khiến hai nghệ sĩ trở thành tâm điểm của loạt bình luận trái chiều. Nhiều người để lại ý kiến tiêu cực trên trang cá nhân của Jennie. Theo Wikitree, nữ thần tượng đã chặn chức năng gửi tin nhắn trên trang cá nhân vào ngày 19 tháng 5. Đây được cho là động thái đầu tiên của Jennie sau khi lộ video đi cùng V. Về phía công ty quản lý của V, hai đưa ra thông báo đây là chuyện đời tư của nghệ sĩ nên khó xác nhận. Tin tức hẹn hò của Jennie và V xuất hiện từ năm 2022. Tháng 8 năm 2022, một số bức ảnh được cho là khoảnh khắc hẹn hò của cặp sao bị rò rỉ. Đến tháng 9 cùng năm, Iger Entertainment ủy quyền cho cảnh sát điều tra vụ việc. Trước khi dính tin đồn tình cảm với V, Jennie từng gây chú ý với tin tức hẹn hò các nam ca sĩ nổi tiếng như Kai, EXO và G-Dragon, Big Bang.